Hoa Hà Nội xin chào các bác nhé Hôm nay ngày 17 thì em sẽ lên mặt hàng Mãn thiên hồng Thanh lý cho mọi người Đó, hàng này cây rất là già và to Mỗi tội là bị lỗi lá Đấy, hầu như cây nào cũng lỗi lá Đấy, em chọn được một cái lô lỗi lá ra nhé Nhưng mà cây này bởi vì nó rất là già rồi Đấy, trải qua nhiều năm tháng rồi, sương gió rồi Thế nên cây nó rất là bụi bặm Chứ nó không được mỡ màng và đẹp lắm Nhưng mà cây già và cực kỳ khỏe nhé Cây hầu như đang có hai ngồng rồi Hôm nay em thanh lý cho mọi người 40.000 một cây này thôi cây to đại cụ rồi đang có hai ngồng nhá ngồng này chơi tết là phù hợp luôn đấy đây em cầm một số cây cho các bác xem này đấy lỗi lá nhưng mà hầu như đều đang có ngồng và rất là đẹp lá bản lá to dày khỏe nhá cây này em trồng 3 năm rồi đây đấy nó chỉ lỗi lá chỉ bị lỗi lá thôi còn cây cực kỳ khỏe dành cho bác nào mà mua để chơi hoa nhá và chơi cây nó bụi bặm một tí về mình trồng vào chậu hoặc là ghép vào những cái uh, trụ gỗ ghép vào những cái cây thì nó rất là đẹp bởi vì cây này nó già cây rồi mà đây già cây kinh khủng rồi này to khủng khiếp rồi thành lý cho mọi người 40 mươi nghìn một cây thôi loại này thì 10 cây em sẽ báo ship cho các bác nhé đây tổng cộng có có khoảng năm năm chục cây thôi đấy mãn thiên hồng mà bây giờ kiếm những cái cây to già như thế này thì rất là khó đó đây là lô nhà em trồng mấy năm rồi cho hoa mấy năm rồi ba năm rồi thì nó mới được như thế này